Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử Vi 2019, top 4 con giáp nên an phận, chớ dại mà nhảy việc. Nếu bạn có ý định nhảy việc, chuyển sang công việc mới thì hãy tham khảo ngay tử vi 2019 để biết mình có nên làm điều đó hay không nhé. Tuổi Dần dễ gặp xui xẻo. Xem tử vi 2019, người tuổi Dần không được may mắn trong công việc, mọi chuyện chẳng được suôn sẻ hành thông như mong đợi, con đường sự nghiệp phía trước hoàn toàn trông gai chắc trở, chứ không có hoa hồng nào trải bước. Điều này khiến cho bản mệnh mất rất nhiều thời gian và công sức để đạt được mục tiêu của mình. Chính vì thế tuổi Dần trong năm Hợi, tớ không nên vội vàng chuyển việc mà lại khó càng thêm khó. Việc thích nghi với môi trường mới sẽ mất rất nhiều thời gian khi mà bạn không có quý nhân chỉ lối dẫn đường, cũng không có cơ hội để thể hiện năng lực của mình, thì dù đó là công việc mà bạn mong muốn thì khả năng thất bại vẫn rất cao. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Tuổi Mão gặp nhiều trở ngại. Xem chi tiết tử vi sự nghiệp tuổi Mão 2019, sự nghiệp hành thông thuận lợi, mưu sự dễ thành. Trong năm Kỷ Hợi, tuổi Mão có nhiều tham vọng về đường sự nghiệp, không cam tâm sống đời bình lặng, an phận thủ thường. Tuy nhiên, có lẽ người tài cũng vẫn phải chờ thời khi mà chuyện nhảy việc trong thời gian này với những chú mèo chẳng phải quyết định sáng suốt và đúng đắn đâu. Bạn không ngừng tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, công việc khiến mình thấy hào hứng và nhiệt tình, nhưng e rằng chính bạn còn đang chưa hiểu hết về bản thân, chưa biết năng lực của mình đến đâu, thì dù có tìm được việc mới cũng sẽ gặp phải đủ mọi khó khăn trở ngại, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Hãy kiên định với con đường mình đã chọn, có những khi không phải người chọn nghề mà nghề mới chọn người. Đừng mơ mộng quá xa xôi mà hãy tìm thấy giá trị thực sự của cuộc sống này ở ngay quanh chúng ta. Tuổi Thân, tâm tính cao ngạo. Vận trình sự nghiệp năm 2019 của người tuổi Thân không đến nỗi nào, nhưng thực sự nếu có ý định nhảy việc thì bản mệnh nên cân nhắc kỹ bởi khả năng thành công không được cao cho lắm. Con giáp này là người thích tự do, không chịu được việc bị gò bó, họ dễ cảm thấy không hài lòng với nhiều thứ trong cuộc sống cũng như công việc của mình, đó cũng chính là lý do khiến bản mệnh muốn thay đổi công việc. Tuy nhiên, việc thay đổi cũng không phải là một phần, còn nguyên nhân chính khiến tuổi Thân khó chạm tay tới thành công chính là tính nết của mình. Tự cao tự đại, luôn vỗ ngực tự xưng là giỏi thì khó mà được lòng người, khả năng đạt được bước tiến lớn là không nhiều. Hãy thử tu thân trước đi đã nhé! Tuổi Mùi không có mục tiêu rõ ràng. Xem tử vi 2019, con giáp này không được nhiều may mắn trong thay đổi công việc. Bản mệnh không phải là người quyết đoán, dễ lay động và thay đổi ý kiến bởi những tác động bên ngoài. Mặc dù theo tử vi tuổi Mùi năm Kỷ Hợi 2019, thời cơ chín muồi để biến ước mơ thành hiện thực, con giáp này cũng đã xác định mục tiêu cho mình, nhưng ngay sau đó bản mệnh lại thấy bối rối bởi không biết phải làm gì tiếp theo, song lại do dự, không biết mục tiêu đưa ra có thực sự đúng đắn hay là chưa. Con đường sự nghiệp của tuổi Mùi cũng vì thế mà gặp không ít trở ngại. Bước sang năm mới, bản mệnh hãy an tâm làm tốt công việc của mình đang làm, tìm tòi khám phá thêm năng lực của bản thân, có thế thì thành công mới tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.